Là anh. Đừng có lên tiếng nữa nha, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu đó. Lâu lắm rồi không gặp Tô Phi. Cô có nhớ tôi không vậy? À, bao nhiêu năm rồi, tôi tưởng là cả đời cả kiếp này tôi cũng không gặp lại được cô. Cô cần gì phải nóng giận, ổng đâu phải là con người, cả người già cũng không buông tha. Không ngờ hôm nay chúng ta gặp lại nhau rồi. Cô nhìn cô kìa, dáng người vẫn còn đẹp như vậy. Cô có biết khi tôi còn ở trong tù á, tôi đã luôn nhớ tới cảm giác khi chúng ta cùng nhau vui đùa. Cô vẫn còn hương thơm đó nè. Cô nhìn gì đó? Không có gì. Hôm nay người đàn bà đó cũng sẽ tới à? Hôm nay là ngày cuối bảy làm tình nguyện viên rồi. Y tá Tiễn. Ủa, sao hôm nay hai người lại tới đây? Đúng vậy, tôi đem sô-cô-la tới cho các cụ già. Cô có nhìn thấy Sophie không? Có chứ, cô ở đây mà. Rõ ràng hồi nãy cô đi chung với bác Cường mà. Tôi nghĩ cô chưa về đâu, tôi làm việc trước. Được, cảm ơn cô. Rồi, xong xuôi. Cô có nhớ hay không? Lúc đó cô căng thẳng tới nỗi cắn tôi một nhát rất là mạnh. Nó theo tôi đã mấy chục năm rồi, cắn rách da lẫn thịt. Đừng mà. Không được, tôi phải cắn lại cô. Hai người làm gì vậy? Chạy đi đâu vậy? Chúng ta vẫn chưa nói xong mà. Diệp Khiếu Thiên, ông ở đây làm gì? Sophie, có chuyện gì vậy? Cứu tôi. Tôi làm gì liên quan gì tới cô chứ? Ông đừng có làm bậy. Tôi và bạn cũ ôn lại chuyện xưa thôi, làm bậy cái gì? Không phải, không phải. Không được hả? Không phải. Ông đừng quấy tiền má tôi. Cô ta là má cậu. Con gái, có lẽ con có thêm một người anh đó. Bởi vì cậu ta có khả năng là con trai của tôi. Tôi có khả năng là ba của cậu đó. Không thể nào, đừng nói bậy, không phải. Tôi và má của cậu có mối quan hệ gì? Cậu đi hỏi cô ta đi, cô ta biết rõ nhất. Không phải. Không phải. Mấy lời lúc nãy ông nói nghĩa là sao? Ông có quan hệ gì với ông? Hồi xưa ba con là thợ sửa nhà. Có một khoảng thời gian ổng không có việc làm, má tưởng là ổng làm thời vụ. Cho đến lần đó, ổng dẫn Diệp Khiếu Thiên tới hộp đêm chỗ má làm việc. Má mới biết ổng đi theo một đại ca như vậy. Chị thử cho em biết. Còn làm ra những chuyện sai trái. Đổ rượu cho anh đi. Dạ. Dạ, tên khốn đó vừa nhìn thấy má đã động tay động chân. Má nổi giận lên nên hất rượu vô ông ta. Bà xã, em sao vậy? Ai ngờ ông ta ghi hận trong lòng, cố tình dụ ba con dẫn con đi ba con mấy ngày. Cùng sau đó đã xông vào nhà chúng ta làm hại má. Má phản kháng thì ông ta đánh má. Còn chích ma túy vô người má. Sau đó ông ta cưỡng hiếp má. Mấy ngày đó ông ta nhốt má lại, xâm hại má. Cho nên má đã bị nghiện. Đại ca của anh tiêm thuốc vào em, cưỡng hiếp em. Anh xin lỗi. Anh không định làm gì hết, có đúng không? Anh xin lỗi em. Là tại anh mê cờ bạc, anh đang nợ người ta rất là nhiều tiền. Bà xã, bà xã, em coi như là bị bóng đè đi. Vậy là anh ta vừa mới quấy rối em, sẽ không tới kiếm em nhanh vậy đâu. Tại sao anh làm như vậy? Anh vì tiền mà để người khác xâm hại vợ mình. Anh có phải là đàn ông không vậy? Bà xã, em đừng có vậy mà. Em bà xã gì? Bà xã, em đừng vậy mà. Chỉ cần làm xong vụ này á, anh có tiền trả cho anh ta rồi. Bà xã. Má thật sự đã hết hy vọng vào ba con. Má thu dọn hành lý xong, tìm được nơi ở rồi trở về đón con. Nhưng mà hôm đó tên khốn nó lại xông đến nhà. Trùng hợp quá vậy. Ha 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 ha.
Không biết còn bác không chịu nổi nữa, đành dùng hết sức cắn ông ta một cái. Thật sự bác sợ lắm. Bác không hề nghĩ ngợi xông thẳng ra ngoài. Má sợ nếu má quay lại thì sẽ không bao giờ thoát được nữa. Cho nên lúc đó mặc kệ ba con cầu xin má tới cỡ nào má cũng không chịu. Vì vậy mà má bỏ lại con ở đó. Sau đó má về quê. Không bao lâu má nhận được tin nói là ba con chết rồi. Tình không đó cũng bị bắt vô tù. Cho nên má lập tức trở về Hồng Kông kiếm con. Nhưng mà con đã bị gửi vào trại mồ côi. Má đã từng suy nghĩ sẽ đón con về sống với nhau. Tôi đã chuẩn bị đơn từ bỏ quyền nuôi con. Nhưng mà viện trưởng nói là có người muốn nhận nuôi con. Tôi giải thích cho cô nghe. Hơn nữa lúc đó má chưa cai nghiện thành công, cũng không có năng lực nuôi con. Nếu cô đồng ý thì hãy ký tên. Cho nên cuối cùng má quyết định đồng ý ký tên vào đơn. Vậy sao má gặp được một người tốt? Ông ấy làm công tác xã hội. Ông ấy là người đã giúp má cai nghiện. Sau đó má và ông ấy kết hôn, chuyển tới Singapore. Khi mọi thứ đã ổn định, má từng muốn đón con qua đó. Má từ Singapore về đây một mình. Biết được trường con đã có hội thao nên má tới tìm con. Tính hỏi con có muốn theo má không? À, giỏi lắm. Quá, anh hai, anh giỏi quá. Con giỏi như vậy, tối nay chúng ta ăn pizza được không? Dạ, con thích ăn salad lắm. Có thể ăn rất nhiều luôn á. Được, nhưng mà nhìn thấy con và cả ba mẹ nuôi đang sống rất hạnh phúc, má không muốn quấy rầy cuộc sống của con. Cho nên má đã coi như chưa từng tới đây. Thì ra lúc đó xảy ra nhiều chuyện như vậy. Má biết là má ích kỷ, má không nên bỏ con lại một mình. Má từng nói má không hối hận là vì má nghe thấy con nói ba con là một người tốt. Má không muốn phá hủy hình tượng của ông ấy trong lòng con. Hôm nay má tới đây không phải muốn con tha thứ cho má. Má muốn nói với con một câu xin lỗi con. Tử Kiều, nhiều năm qua con vất vả rồi. Má, Thank you.